Các bạn đến với tiết học kỹ năng sống ngày hôm nay. Các tình huống của cuộc sống vốn rất là phức tạp. Ngày hôm nay, bạn có thể cảm thấy mọi việc đều hoàn hảo, nhưng ngày mai, đột nhiên bạn lại băn khoăn về các quyết định của mình. Nếu muốn tìm sự kiên định trong cuộc sống, bạn phải kiên định trong các phương pháp, thói quen và cách suy nghĩ. Việc tìm sự kiên định có thể giúp bạn bền, vượt qua những cái thời khắc khó khăn và những cái hoài nghi của bản thân của mình. Bạn có thể bắt đầu từ việc xây dựng một cái lối sống vững vàng hơn, nhất quán hơn và vươn tới những cái lĩnh vực khác trong cái cuộc sống của mình. Vậy kiên định là gì? Nó thực sự cần thiết cho chúng ta trong cuộc sống hiện nay hay không? Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong bài ngày hôm nay, kỹ năng thể hiện sự kiên định. Thì bài ngày hôm nay gồm hai nội dung lớn. Thứ nhất là khái niệm ý nghĩa của sự kiên định, và phần hai là phương pháp cách rèn luyện. Chúng ta cùng đi vào phần đầu tiên, khái niệm ý nghĩa. Kiên định là gì? Kiên định là gì? Thì kiên đồng nghĩa kiên có thể hiểu là kiên cố, vững chắc. Định có thể hiểu là quyết định, cố định. Vậy kiên định là giữ vững cái tinh thần và những cái quyết định đưa ra mà không bị dao động hay thay đổi trong bất kỳ một cái trường hợp nào. Hãy nhắc lại, kiên định là giữ vững cái tinh thần và những cái quyết định đưa ra mà không bị dao động hay là thay đổi trong bất kỳ một cái trường hợp nào. Sự kiên định là chúng ta phải vững vàng tiến bước, luôn theo đuổi những cái mục đích, không từ bỏ những cái hy vọng của mình và tìm cách để giải quyết trước sau như một, dám đối diện với những cái thử thách khó khăn thì cuối cùng khó khăn đó cũng sẽ bị khuất phục. Chính sự kiên định sẽ giúp bạn giải quyết mọi việc một cách rất là dứt khoát và đạt được cái mục tiêu. Sự kiên định là sự bảo vệ cho bạn khi gặp những cái điều không hay, khi mình gặp phải trong cuộc sống này. Và trên đời này, những người có sự kiên định thì dù có thử thách gì cũng không thể ngăn cản được cái bước tiến của họ, vì sự kiên định đã tăng thêm sức mạnh, khả năng chịu đựng của họ. Họ không dễ đầu hàng trước hoàn cảnh và luôn ngẩng cao đầu đối diện với nó. Đó chính là nhờ sự kiên định. Hiện nay trong xã hội có rất là nhiều người đang nhầm lẫn giữa ba khái niệm kiên định, cố chấp và bảo thủ. Thì bây giờ thầy sẽ phân biệt ba cái khái niệm kiên định, cố chấp và bảo thủ để cho các bạn cùng nắm. Thì đây là ba cái khái niệm mà bị rất là nhiều người trong số chúng ta đang nhầm lẫn. Có ít ai có thể phân biệt được, đưa ra một cái khái niệm cụ thể chính xác về ba cái khái niệm này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ về ba cái khái niệm này. Đầu tiên, kiên định. Kiên định thì hồi nãy mình cũng đã nói rồi, thì bây giờ hãy nhắc lại thôi ha. Thì kiên định là giữ vững cái tinh thần và những cái quyết định đưa ra mà không bị dao động hay là thay đổi trong bất kỳ một cái trường hợp nào. Đó chính là kiên định, hồi nãy mình đã đi tìm hiểu rồi. Còn cố chấp, cố chấp các bạn đã có thể là cố chấp các bạn nghe rất là nhiều rồi đúng không? Cố chấp được hiểu là cứ một mực giữ nguyên cái suy nghĩ, giữ nguyên cái ý kiến của mình theo những cái quan niệm cứng nhắc sẵn có, hoặc là ghim giữ mãi những cái sai sót của người khác đến mức định kiến tiêu cực. Hãy nhắc lại về cố chấp. Cố chấp được hiểu là cứ một mực giữ nguyên những cái suy nghĩ, giữ nguyên những cái ý kiến của mình theo những cái quan niệm cứng nhắc sẵn có, hoặc là ghim giữ mãi những cái sai sót của người khác đến mức là có một cái định kiến tiêu cực đối với những cái người này. Thì hãy sẽ lấy một cái ví dụ để các bạn dễ hình dung. Ví dụ, có một cô gái rơi vào một cái bẫy tình của một cái anh chàng nọ, và dường như cô đã mơ mờ ở trong ấy. Người ngoài cuộc á, người ta nhìn vào, người ta thấy ngay là cái anh chàng này đang lừa dối cô. Tuy nhiên, mặc kệ người ngoài khuyên giải ra sao, cô gái vẫn cố chấp cho rằng anh ta yêu cô rất là nhiệt tình, yêu cô thật sự và nhất quyết không tách thay đổi cái
chủ ý của mình. Thậm chí cô còn nghi ngờ những cái người xung quanh đó là đang cố ý phá hoại cái tình yêu của mình. Đó chính là cố chấp. Rồi, cái khái niệm cuối cùng là bảo thủ. Bảo thủ là luôn giữ cho mình những nguyên tắc, những cái ý nghĩa, quan niệm mà không có ý định sửa đổi. Người có tính bảo thủ sẽ áp đặt những cái nguyên tắc của mình cho tất cả mọi việc, ngay cả khi mọi người đều thấy nó không có phù hợp. Hay nhắc lại ha, bảo thủ là luôn giữ cho mình những cái nguyên tắc, những cái ý nghĩa, những cái quan điểm mà không có một cái ý định nào sửa đổi hết. Người có tính bảo thủ sẽ áp đặt những cái nguyên tắc của mình cho tất cả mọi việc, ngay cả khi mọi người đều thấy nó không phù hợp. Thì dấu hiệu nhận biết những người mà bảo thủ cũng rất là dễ. Ví dụ như là lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào những cái ý kiến của mình mà phớt lờ đi ý kiến của người khác, bỏ qua những cái thực tiễn khách quan. Hay là không bao giờ chịu đổi mới mà chỉ làm theo những cái lối sống cũ của mình thôi. Những cái kinh nghiệm cũ được truyền từ rất là lâu rồi, truyền từ ông cha của mình. Mình không bao giờ chịu thay đổi hết mà chỉ làm theo những cái lối sống cũ thôi. Thì đó chính là cái dấu hiệu nhận biết người bảo thủ. Và hãy cũng đã phân biệt sau kiên định, cố chấp và bảo thủ. Thì hy vọng các bạn nghe xong ba khái niệm này thì các bạn đã hình dung ra được sự khác nhau giữa ba khái niệm khá là rối trong cuộc sống hiện nay. Kiên định, cố chấp và bảo thủ. Chúng ta phần thứ ba, ý nghĩa của sự kiên định. Ý nghĩa của sự kiên định. Trên đời này, những người có sự kiên định thì dù có thử thách gì cũng không thể nào mà ngăn được cái bước tiến của họ. Vì sao? Vì sự kiên định đã tăng cho họ thêm một cái sức mạnh và tăng thêm cho họ một cái khả năng chịu đựng trong cái cuộc sống. Họ không dễ gì đầu hàng trước những cái hoàn cảnh và họ luôn ngẩng cao đầu để đối diện với nó. Đó là nhờ vào sự kiên định. Thất bại là mẹ thành công. Các bạn nghe câu này có quen không? Thất bại là mẹ thành công. Có thể hiểu câu nói đó, bạn hãy kiên định rằng, bạn hãy kiên định rồi thành công sẽ đến với mình. Ta có thể nhìn trong cái cuộc sống, rất là nhiều con người đã khuỵu gối trước những cái thất bại và chỉ rất là ít người có thể đứng lên được. Vậy, tại sao họ có thể đứng lên được trước những cái thất bại đó? Không phải do một cái phép màu nào cả đâu các bạn, mà chính vào nhờ cái gì? Chính nhờ vào cái sự kiên định. Nhưng khi mà mình không có sự kiên định á, thì dù chúng ta làm việc gì cũng đừng có nghĩ đến thành công. Họ sẽ gặp rất là nhiều cái thất bại vì họ không có một cái ý kiến nhất định, không thể xác định được cái mục tiêu cần thực hiện. Những nhà kinh doanh lớn có thể thành công là nhờ cái sự kiên định của mình, luôn tự tin vào bản thân của mình và có một cái sức mạnh ý chí rất là lớn. Đó chính là cái ý nghĩa của sự kiên định đó các bạn. Không điều gì trên đời có thể xô ngã được một người có lòng kiên trì. Rồi, sau đây chúng ta sẽ đi vào phần 2 là mã ha, phương pháp và cách rèn luyện sự kiên định. Cách để trở thành người kiên định. Chúng ta có thì phần 2 là mã này thì chúng ta có hai cái bước đầu tiên là quan trọng. Đó chính là thực hành sự kiên định và duy trì nó như thế nào. Đó chính là phần 1 và phần 2. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu ha. Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu về thực hành kiên định. Thực hành kiên định thì chúng ta sẽ thực hành như thế nào? Thì phần này nó cũng khá là quan trọng. Thì các bạn cần phải chú ý lắng nghe để mình có thể áp dụng được trong cái cuộc sống của mình. Rồi, các bạn thấy trên đây ha. Thì thầy cũng đã trình chiếu cho các bạn thấy. Về thực hành thì ở đây có 4 bước. Bước thứ nhất là lập một cái thời gian biểu. Thứ hai là dán giấy trên bàn. Thứ ba là thưởng cho bản thân. Và cuối cùng là chỉ hứa khi có thể. Đây là 4 bước để mình thực hành cái sự kiên định. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào từng cái cụ thể nhé. Từng bước cụ thể. Thứ nhất là đặt ra những cái mục tiêu cụ thể và thực tế.
Thứ nhất là lập thời gian biểu cho bản thân. Những việc cần làm và những cái lời hứa sẽ rất dễ bị chồng đóng ở một cái xó nào đó. Tuy nhiên, nếu mà mình lập ra một cái danh sách, một cái bản kế hoạch hoặc là một cái thời gian biểu thì bạn sẽ luôn kiểm soát được chúng. Thời gian biểu sẽ giúp cho mình nắm được những cái việc cần làm trong một ngày hoặc là những cái ngày sau để mình có thể hoàn thành chúng đúng giờ, đúng ngày. Đồng thời giúp bạn xác định được những cái việc nào mà bạn có thời gian làm hoặc là những cái việc nào mà mình không có thời gian để làm. Hãy dùng một quyển sổ ghi chép hoặc bạn có thể dùng tải những cái ứng dụng lịch ở trên điện thoại các bạn, quy định một cái khoảng thời gian nhất định và thực tế cho từng việc. Nếu mà các bạn không biết chắc việc đó cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành á, thì các bạn hãy đặt thời gian dư ra một chút. Và với những cái mục tiêu lớn, những cái mục tiêu lớn hơn, chẳng hạn như là viết một cuốn sách hay là mục tiêu giảm cân đi, các bạn hãy chia chúng ra thành những cái bước nhỏ hơn và thực hiện vào hàng ngày luôn. Ví dụ bạn có thể quy định mỗi ngày phải cố gắng viết được bao nhiêu từ, viết được bao nhiêu trang, hoặc là thiết kế thực đơn cụ thể cho bữa ăn từng ngày của mình như thế nào. Và các bạn đừng quên đưa cái thời gian nghỉ ngơi vào cái thời gian biểu của mình. Vào ngày đó hoặc là thời gian đó, bạn hãy nghỉ ngơi và đừng lên kế hoạch làm gì khác. Đó chính là bước đầu tiên, lập thời gian biểu. Bước thứ hai là dán giấy ở xung quanh nhà, nơi làm việc hoặc là trên đồ đạc các bạn, trên đồ đạc của mình, dán giấy trên bàn. Đôi khi chúng ta dễ dàng quên đi những cái mục tiêu mà chúng ta đã đề ra các bạn, quên đi những cái thói quen, những cái cam kết hoặc là những cái lời hứa, nhất là khi mà mình tự đặt ra. Và để tự nhắc nhở bản thân của mình, bạn hãy để một cái lời nhắn cho chính mình ở những cái nơi mà mình dễ nhìn thấy nhất. Và đây cũng là cách mà thầy đã thường xuyên nhắc các bạn trong những cái tiết kỹ năng sống trước. Ghi ra giấy, một cái trí nhớ tốt không bằng một cái nét mực mờ. Các bạn còn nhớ câu nói này không? Các bạn hãy viết cái mục tiêu của mình lên trên giấy, dán chúng lên trên gương hoặc là dán lên những cái vật dụng mà mình thường sử dụng hàng ngày. Ví dụ như là máy tính, tủ lạnh, điện thoại mình có thể chụp lại mà mình cài màn hình, mình dán lên trên tường hay là mình ghi vào cuốn sổ của mình, cho một cái mảnh giấy viết các mục tiêu của bạn, rồi sao nữa bỏ vào trong ví, bỏ vào trong cái ngăn kéo hoặc là bỏ vào trong cái túi sách của mình. Nếu muốn thực hành tính kiên định hàng ngày, các bạn hãy dán cái tờ giấy này lên những cái nơi dễ nhìn thấy nhất, hoặc là mình đặt báo thức, dùng một cái ứng dụng nhắc nhở để thông báo khi bạn cần hoàn thành một cái việc gì đó. Ví dụ như là mình cài báo thức trong điện thoại đi, cài báo thức trong điện thoại để khi mà đến giờ thì nó sẽ báo cho mình, để nó thông báo để mình biết là nhắc nhở mình đó các bạn ha. Đó là bước thứ hai. Thầy nhắc lại ha, bây giờ chúng ta đi qua hai bước về thực hành tính kiên định. Thứ nhất là mình phải lập một cái thời gian biểu cụ thể ra. Thứ hai là mình phải dán giấy trên bàn. Tại vì có những cái mình tự lập ra, những cái mục tiêu, những cái lời hứa mình rất là dễ quên các bạn. Nên là mình phải ghi ra để nhắn nhủ cho chính mình, để mình dễ nhìn thấy. Rồi, bước thứ ba, chỉ hứa khi có thể. Đó, cách thực hành thứ ba, thực hành kiên định. Chỉ hứa khi có thể thực hiện được. Các bạn nhớ giùm thầy nha. Chỉ hứa với người khác khi mà mình có thể thực hiện được. Sự kiên định đôi khi chính là việc hứa và việc giữ lời hứa. Tuy nhiên, khi mà các bạn hứa quá nhiều thì rất có khả năng là các bạn sẽ không thực hiện được. Các bạn hãy nói không với những cái yêu cầu quá khó với bản thân của mình. Ví dụ, nếu bạn nói với cái cô ấy rằng bạn sẽ làm một nửa việc nhà, hãy chắc chắn là sau khi đi làm về, bạn có đủ thời gian, đủ sức khỏe để làm được những cái việc mà mình đã nói. Và đôi khi bạn cũng có thể hứa và thương lượng trước để không bị cho là hất hứa. Ví dụ, nếu ai đó nhờ bạn chuyển giúp một cái ngôi nhà đi, bạn có thể nói rằng khoảng 3 giờ chiều tôi mới tới, tôi giúp cậu được. Cũng có thể là tôi sẽ đến sớm hoặc là muộn hơn một chút, vậy có được không?
Bạn cũng có thể tự hỏi hận với chính mình. Nếu biết việc mỗi ngày viết được viết được 10 trang cho cuốn tiểu thuyết mới là không khả thi, bạn hãy tự hứa là ít nhất mỗi ngày sẽ viết một ít. À, đó chính là cách thực hành thứ ba. Chỉ hứa khi có thể thực hiện nó. À. Và cách thứ tư, thưởng cho bản thân. Đây là cách thực hành thứ tư, thực hành kiên định. Nếu bạn hoàn thành được cái mục tiêu mà mình đã đề ra, các bạn hãy tự hưởng cho bản thân của mình. Ngay cả những cái mục tiêu nhỏ cũng xứng đáng được những cái phần thưởng nhỏ. Điều này sẽ giúp bạn luôn có động lực trong cái quá trình hình thành sự kiên định. Ví dụ, nếu trong vòng một tuần, ngày nào bạn cũng hoàn thành công việc trước 5 giờ chiều, hãy dành ra một cái buổi tối để nghỉ ngơi, đi xem phim hoặc là hưởng cho mình một cái buổi tối, một bữa ăn tối đặc biệt. Hay là các bạn đang tập luyện cho một cái cuộc thi chạy bộ đi và đã đạt được cái mục tiêu mỗi ngày đăng ký, thì các bạn có thể đăng ký tham gia một cái giải chạy cự ly ngắn thôi, khoảng 5 km, để cảm nhận là mình đã thành công. Hay là các mối quan hệ của mình đã được cải thiện vì bạn kiên định hơn, thì đó cũng chính là phần thưởng rồi. Bạn có thể tự hào về bản thân của mình, mời bạn bè ra ngoài ăn hoặc là mời họ đến nhà dùng bữa tối để tự hưởng cho mình. Thì đó chính là bốn cách thực hành mà các bạn cần phải áp dụng để rèn luyện, để thực hành cái tính kiên định của bản thân của mình. Thứ nhất là lập thời gian biểu, thứ hai là dán giấy trên bàn, tại vì những cái thói quen của mình rất dễ quên các bạn. Thứ ba là mình chỉ hứa khi mà mình có thể thực hiện thôi. Và cái thứ tư là hưởng cho bản thân. Thì trong thực hành này thì nó còn một phần nữa, thì một phần nhỏ thì không có để đây, nhưng mà thầy vẫn nói để các bạn nắm. Là ngoài những cái việc kia, ngoài những cái việc mà nãy giờ thầy nói, thì còn một việc nữa mà thầy muốn các bạn làm. Tại vì cái việc này, cái cách này thì những cái tiết trước thầy đã nhắc rất là nhiều lần rồi, và dường như tiết nào cũng nhắc. Đó là gì? Đặt mục tiêu. Có quyền bài đặt mục tiêu rồi các bạn nhớ. Thì các bạn phải đặt mục tiêu ha. Thì cái mục tiêu này nó phải cụ thể và thực tế. Tại sao? Sẽ rất khó để sống kiên định nếu mà mình không có một cái ý niệm rõ ràng về những cái việc mà mình cần phải làm. Khi mà các bạn bắt tay vào làm một cái điều gì mới á, các bạn hãy đặt ra những cái mục tiêu đơn giản thôi, dễ thực hiện và dự kiến những cái kết quả nhất định mà mình có thể đo đếm được. À, được chưa? Đó chính là cái mục tiêu. Hãy bắt đầu bằng việc xác định rõ tính kiên định có ý nghĩa như thế nào đối với mình. Chẳng hạn, bạn cần kiên định trong việc duy trì thói quen tập thể dục, muốn đạt được chất lượng công việc ngày càng tốt hơn, hay là các bạn muốn trở thành một cái người đáng tin cậy hơn trong các mối quan hệ. Một khi đã tìm được cái mục đích cuối cùng, hãy chia nó ra, chia ra càng nhỏ càng tốt. Để làm gì? Để dễ đạt được nó. Ví dụ, nếu muốn có thân hình cân đối hơn, bạn có thể đặt mục tiêu tập thể dục 5 ngày trong một tuần, hoặc là đăng ký một cái khóa tập gym. Các bạn hãy suy nghĩ cụ thể, thay vì các bạn nghĩ là mình nhất định sẽ luôn trân trọng cô ấy, bạn hãy nghĩ rằng mình nhất định sẽ nói cảm ơn khi cô ấy rửa bát, nấu bữa ăn tối hoặc là giúp mình làm việc nhà. Đó là cái ví dụ. Thì vừa rồi á, thì thầy đã trình bày cho các bạn về phần thứ nhất trong cái cách rèn luyện phương pháp thực hành kiên định. Đó là phần thứ nhất là thực hành tính kiên định. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần thứ hai. Mình thực hành rồi đúng không các bạn? Bây giờ mình phải duy trì ha. Khi mà mình đã thực hành được rồi thì mình phải duy trì cái sự kiên định này. Đó, phải duy trì nha các bạn. Càng duy trì thì mình mới càng thành công. Thứ nhất, cố gắng bước tiếp dù mắc lỗi. Thì có bạn nào dám đảm bảo rằng thực hiện những cái bước thực hành trên đó, không mắc một cái lỗi gì hay không? Chắc chắn ai cũng mắc lỗi hết á. Quan trọng là mình có bước tiếp hay không, hay là mình dừng lại. Đúng không các bạn? Dù là người kiên định nhất và sống có kế hoạch nhất, đôi khi cũng không thể chu toàn được trong mọi việc. Đó, các bạn nhớ câu này ha. Dù là một cái người tốt nhất, sống có kế hoạch nhất, nhưng cũng không thể nào chu toàn được mọi việc. Ha. Hãy biết rằng bạn có thể sẽ mắc lỗi và đừng tự trách móc bản thân của mình vì điều đó. Tại sao? Tại vì cái này thấy rất là nhiều người bị ha, nhiều người mắc phải rồi. Thường là trách móc bản thân của mình tại vì mình mắc lỗi.
Chỉ vì mình hủy một cuộc hẹn hay là mình trót thất hứa hay là mình đợi cái công việc bị quá hạn à, đôi khi á dù có lập kế hoạch tốt đến đâu thì chúng ta cũng khó khó lòng kiểm soát. Vì sao? Bởi các yếu tố ngoại cảnh, một cái lý do bởi vì các yếu tố ngoại cảnh dự tính cho các trì hoãn và thất bại. Kiên định không có nghĩa là hoàn hảo. Nếu bạn lỡ một ngày không đến phòng gym hay là quên không có đọc truyện cho con trước khi đi ngủ thì các bạn hãy tự động viên cho bản thân mình trước, chứ đừng có trách móc mình ha, và bắt đầu lại vào ngày tiếp theo. Nó là cách đầu tiên, nó là cách năng lượng đầu tiên. Cố gắng bước tiếp dù mắc lỗi, đừng có tự trách móc bản thân của mình ha. Mình hãy tự động viên mình ha, tự động viên cho bản thân của mình, và ngày hôm sau thì mình sẽ bắt đầu lại ha. Cách thứ hai là dành thời gian nghỉ ngơi để nạp năng lượng. Dành thời gian nghỉ ngơi nạp năng lượng. Kiên định á cũng không có nghĩa là lúc nào mình cũng phải làm việc thôi. Không phải lúc nào mình cũng phải làm việc mới là kiên định nha. Thực tế thì nếu dành thời gian nghỉ ngơi, bạn sẽ có cái năng suất làm việc tốt hơn và mình sẽ không bị kiệt sức trong quá trình làm việc. Các bạn hãy lên cho thầy mỗi kế hoạch nghỉ ngơi và đừng để những cái việc khác xen vào cái thời gian đó. Ví dụ, bạn có thể dành 1 giờ mỗi tối để đọc sách, tắm hoặc là lướt Facebook. Các bạn đừng làm việc đó, các bạn đừng có làm những cái việc khác trong cái lúc này nha. Được chưa? Hay là các bạn ngồi thiền đi. Hãy ngồi thiền ít nhất 5 phút mỗi ngày và dần dần tăng lên là 15 phút trên một lần, một ngày. Các bạn đừng có hy sinh cái thời gian cá nhân để thực hiện những công việc khác. Ví dụ, nếu cần ngủ nướng vào sáng thứ bảy hàng tuần, bạn đừng hứa với cô ấy là sẽ dậy sớm ra vườn cắt cỏ, nói với cô ấy rằng bạn sẽ làm việc này vào ngày hôm khác và là lúc khác, và nhớ là giữ lời hứa này nhé. Đó là cách thứ hai. Cách thứ ba là dùng công cụ tạo động lực. Khi mà mình làm quá là nhiều rồi các bạn ạ, mình thực hành nhiều quá, sẽ có một cái lúc mà mình sẽ mất động lực các bạn. Người Việt Nam mình hay gọi cái từ là lười á, không có động lực. Thì cái tình trạng này thì nó gặp rất là nhiều, nó gặp khá là phổ biến ở người Việt Nam mình. Và khi mà mình cảm thấy mệt, mà mình cảm thấy áp lực quá, các bạn muốn mặc kệ cái mục tiêu của mình. Tuy nhiên á, điều này sẽ nhanh chóng khiến bạn chệch ra khỏi cái quỹ đạo. Nếu các bạn cảm thấy lười hoặc mất tinh thần, hãy thử tìm cho thầy những cái nguồn động lực mới cho mình. Ví dụ, chia nhỏ những cái phần thưởng trong ngày để tiếp tục cố gắng. Ví dụ như là mình đang viết một cuốn tiểu thuyết dài đi, cái ví dụ hồi nãy đang viết một cái cuốn truyện dài, các bạn hãy cho mình nghỉ ngơi 5 phút sau khi viết được một hoặc là 2 trang. Để ra rồi, và cái cuối cùng, chịu trách nhiệm với bản thân. Chịu trách nhiệm với bản thân nha các bạn. Để sống kiên định, bạn cần học cách thừa nhận nếu bản thân không đạt được những cái mục tiêu mà mình đã đề ra. Những lúc như vậy á, các bạn hãy cân nhắc lại xem mục tiêu của mình có thực tiễn hay không, thực tiễn không, hay bạn cần làm gì để cải thiện cái điều này. Gạch đi các công việc đã hoàn thành trên lịch hoặc là cái thời gian biểu. Điều này sẽ giúp bạn có cái cảm giác hài lòng và biết được cái thực tế mình có thể hoàn thành được bao nhiêu việc trong một ngày. Hãy gạch nó đi các bạn, gạch những cái công việc mà mình đã hoàn thành đi, thì mình có thể biết được mình hoàn thành được bao nhiêu công việc trong một ngày. Nhờ một người bạn, thành viên trong gia đình hay là thầy hướng dẫn, đồng nghiệp, người đồng hành, làm người đồng hành với mình. Hãy nhờ những cái người này kiểm tra cho mình mỗi tuần, xem tiến độ của mình làm tới đâu và được cái quyền là nhắc nhở nếu như mình chưa có kiên định. Đừng quá giày vò bản thân nếu mà chưa hoàn thành cái mục tiêu đã đề ra. Cái điều quan trọng là gì? Điều quan trọng là bạn luôn cố gắng để hoàn thành nó và trở nên kiên định hơn. Đó là cách cuối cùng. Chịu trách nhiệm với bản thân. Bây giờ chúng ta sẽ đi phần 3 nhỏ, thay đổi suy nghĩ ha. Thứ nhất là cho thời gian bản thân. Thứ nhất là cho thời gian bản thân. Mỗi khi cố gắng tạo cho mình một cái thói quen mới, bạn nên tìm hiểu, bạn nên hiểu mình cần thời gian cho điều đó, thay vì thay đổi hoàn toàn cuộc sống bằng nhiều cái thói quen mới cùng một lúc. Các bạn hãy cho bản thân cái thời gian để hình thành từng thói quen phù hợp. Hãy suy nghĩ thực tế về kết quả mà bạn sẽ đạt được trong cái thời gian đó. Thường sẽ mất khoảng 3 tuần kiên trì làm việc để mọi việc trở nên dần trở thành một cái thói quen.
Và các bạn đừng làm quá nhiều nha. Hãy bắt đầu từ những cái bước nhỏ và phát triển dần dần lên để mình dần quen với những cái việc mới đó các bạn. Tiếp tục thiết lập ranh giới cho các mối quan hệ. Thiết lập ranh giới cho các lời hứa và những cái mối quan hệ cá nhân ha. Thì ranh giới sẽ giúp bạn dễ dàng giữ lời hứa hơn, vì nó xác định rõ bạn có thể làm những gì. Trước khi nhận một cái nhiệm vụ, hãy hứa cái gì đó. Hãy xác định bạn sẵn sàng và có thể làm cũng như là không làm được những cái gì. Ví dụ, bạn có thể tự quy định là mình sẽ không nghe điện thoại khi ăn tối cùng với gia đình. Hãy nói cho sếp, đồng nghiệp, bạn bè biết cái điều này và để điện thoại ở một cái phòng khác khi mà mình ăn cơm. Bạn có thể là thiết lập các tiêu chí để đảm bảo chất lượng công việc của mình. Ví dụ, hãy tự nhủ rằng bạn sẽ kiểm tra lại các báo cáo 2 lần trước khi mà mình gửi cho sếp chẳng hạn. Hay là bạn cần phân bổ thêm thời gian cho nhiệm vụ này để công việc luôn luôn đạt một cái chất lượng tốt. Đó, thiết lập một cái ranh giới cho cái mối quan hệ cũng như là cho những cái lời hứa. Thứ ba, xây dựng sức mạnh ý chí. Để hình thành tính kiên định thì bạn cần phải có ý chí kiên cường. Vì sao? Vì kiên định có nghĩa là bạn vẫn sẽ tiếp tục làm đến cùng dù không muốn đi chăng nữa. Để làm được như vậy, bạn cần phải thực sự kiên cường, tránh xa những cái cám dỗ. Ví dụ, nếu bạn muốn kiên định thực hiện một cái chế độ ăn lành mạnh, hãy đảm bảo bạn có sẵn những cái thức ăn tốt hơn cho cái sức khỏe của mình khi đói. Đừng để những cái đồ ăn nhanh ở xung quanh mình. Đừng kiệt sức sẽ khiến cho bạn dễ buông xuôi những cái công việc mà mình cần phải làm. Và hãy ngủ ít nhất là 7 đến 9 tiếng một ngày, một đêm đó các bạn, để cơ thể của mình luôn khỏe. Và nhắc nhở bản thân về những cái lợi ích lâu dài khi mà mình nản chí. Hãy đọc lại những cái danh sách, những cái mục tiêu mà mình để ra để mình lấy lại cái cảm hứng cho bản thân của mình. Nói cách thứ ba, xây dựng sức mạnh ý chí. Và cuối cùng, loại bỏ những cái suy nghĩ tiêu cực. Suy nghĩ tiêu cực chính là liều thuốc độc đối với ý chí và sự kiên định. Khi giữ những cái suy nghĩ, khi mà mình giữ những cái suy nghĩ này trong đầu, thì các bạn sẽ không thể nào kiên định được. Không thể nào kiên định với cái mục tiêu của mình được. Chú ý đến những cái suy nghĩ có thể gây trở ngại cho bạn trong tương lai. Hãy tỉnh táo lại nếu bạn bắt đầu nghĩ rằng mình không làm được điều này hay là mình là một kẻ ngốc. Khi thấy bản thân có những cái suy nghĩ tiêu cực như vậy, các bạn hãy cố gắng thay đổi chúng. Nghĩ một cách tích cực hơn, trung lập hơn. Chẳng hạn như là mình không thể làm được điều này đâu. Hay các bạn thử nghĩ rằng mình sẽ cố gắng luyện tập để có thể làm được dù mình không giỏi về cái lĩnh vực này cho lắm. Nếu các bạn cảm thấy sợ một cái việc hay là một cái mục tiêu nào đó, các bạn hãy xem xét lại, xem lại chúng hoặc là kết quả dự kiến sẽ đạt được. Sau đó chia chúng thành các bước nhỏ hoặc là tự hứa sẽ thưởng cho bản thân khi mà mình hoàn thành nó. Thì mình cần phải thay đổi suy nghĩ các bạn, thay đổi suy nghĩ của 4 cái này cho bản thân thời gian. Thứ hai là thiết lập ranh giới cho các mối quan hệ. Thứ ba, thay đổi sức mạnh, hay xây dựng sức mạnh ý chí. Và cuối cùng là mình phải loại bỏ những cái suy nghĩ tiêu cực. Rồi, thực tế nãy giờ thì các bạn biết là kiên định là một cái đức tính có thể rèn luyện được thông qua những cái trải nghiệm trong cuộc sống. Mà cụ thể ở đây là nghịch cảnh. Càng vấp phải nhiều khó khăn, thách thức, cơ hội để bạn rèn luyện tính kiên định càng lớn. Thì sau khi mà mình học xong, nãy giờ mình nghe giảng, các bạn nghe giảng xong thì bây giờ thầy sẽ đúc kết cho các bạn 4 cái bí quyết để giúp mình xây dựng tính kiên định tốt hơn. Những cái bí quyết giúp mình xây dựng cái tính kiên định tốt hơn. Các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thứ nhất là rời bỏ cái vùng an toàn đi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình phải liên tục thúc đẩy bản thân làm việc cao hơn cái mức năng lượng hiện tại một chút. Ví dụ bạn muốn giỏi bóng bàn, bạn cần tập phản xạ nhanh hơn với những cái đường bóng khó hơn và nhanh hơn. Các bạn buộc bản thân phải đối mặt với những cái tình huống bên ngoài vùng an toàn đó, sẽ giúp cho bạn xây dựng cái khả năng chịu đựng nghịch cảnh, từ đó giúp bạn nhận thức rõ hơn những cái điểm sai bản thân cần cải thiện.
Thứ hai là xây dựng cái kỷ luật cho bản thân của mình. Kiên định là nghệ thuật ép mình thực hiện điều ngược lại mong muốn của mình. Ở đây, kỷ luật chính là cái yếu tố chủ đạo giúp bạn thực hành kiên định trong trong lối sống mỗi ngày ấy. Và cách đơn giản nhất để bắt đầu là vượt qua các thử thách về thể chất. Hay là các bạn ví dụ như là chạy bộ vài trăm mét mỗi ngày có tác động đặc biệt tốt khi nó khiến bạn phải ra ngoài lúc trời còn tối, quá lạnh, quá nóng hay là còn quá sớm. Tiếp tục giấc ngủ ngon trên giường chắc chắn là chọn lựa dễ chịu hơn rất là nhiều. Nhưng ép bản thân làm điều ngược lại mỗi ngày để xây dựng được sự kiên định cần có thể thành công. Cách thứ hai, xây dựng cái kỷ luật cho mình ha. Ví dụ các bạn muốn chạy bộ, thử thách là chạy bộ vài trăm mét thì nó sẽ tác động rất là tốt, đặc biệt là khi mà mình đi khi mà trời còn tối, trời rất là lạnh, trời nóng hay là trời chưa thấy mặt trời nữa, hay là mình sẽ ngủ tiếp ở trên giường đắp chăn rất là kín, rất là dễ chịu luôn. Rồi cách thứ ba là thay đổi tư duy. Thay đổi tư duy, cách phản ứng với mọi thứ xảy ra xung quanh góp phần định hình cuộc sống của chúng ta. Thử hình dung bạn dành nhiều tuần để chuẩn bị một cái bản đề xuất chi tiết, bỏ ra hàng giờ để luyện tập cách trình bày sao cho hấp dẫn nhất, chỉ để nhận ra mình bị từ chối một cách phũ phàng. Đến đây bạn có hai cách để phản ứng: một, đổ lỗi cho cuộc chơi không công bằng và bỏ cuộc; hai, ra sức tìm hiểu tại sao mình thất bại và đào sâu vào cái bài học từ cái trải nghiệm thực tế vừa qua. Tư duy cấp tiến, nền tảng của tính kiên định, cho rằng mỗi mất mát là một cái bước tiến đến gần cái mục tiêu nhanh hơn, lớn hơn, và mọi cái thất bại là một cái cơ hội để mình học hỏi và cải thiện chính mình. Thì đó chính là những cái cách, những cái bí quyết giúp mình thực hành tính xây dựng cái tính kiên định tốt hơn trong cuộc sống. Thì bài ngày hôm nay thì thầy dừng lại tại đây. Thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong cái tuần tiếp theo các bạn.